cầm cao 7 chỗ ngồi thì các bác phải lựa chọn đó là Santa Fe. Bởi vì Santa Fe nó là một mẫu xe phân khúc mà cỡ đến từ thương hiệu của Hyundai, mà được khách hàng ưa chuộng hạng nhất, với công nghệ cao cấp nhất và khả năng vận hành cực kỳ là ưu việt. Với chiếc Santa Fe mà đứng trước mặt anh chị đây, nó là sản phẩm được sản xuất năm 2017, là bản full xăng anh chị ạ. Vâng, thì với những công nghệ cao cấp mà hãng mang trang bị lại cho chúng ta với cái chiếc xe này, anh chị có thể nhận thấy được rằng là đây là công nghệ rửa đèn pha này, toàn bộ đèn bi siêu sáng này, và đặc biệt bác chủ này cũng đã nâng cấp lên cho chúng ta một bộ đèn bi có tích hợp ánh sáng rất là rọi vào ban đêm. Và đặc biệt thì bác chủ cũng đã nâng cấp lên cho chúng ta là cam 360 độ anh chị nhé. Vâng, với những cái công nghệ mà thiết thực sử dụng vào cho người sử dụng thì các bác sẽ thấy được rằng đây là một chiếc xe mà các bác xứng đáng để lựa chọn đấy ạ. Chiếc xe này thì đây là một chiếc xe hàng tuyển. Nếu anh chị đã biết qua showroom của em Công đó là Vua Gầm Cao, thì bên em luôn có khoảng tầm hơn 40 chiếc xe gầm cao 5 chỗ ngồi, 7 chỗ ngồi đến từ các thương hiệu khác nhau. Và với uy tín được khẳng định qua nhiều năm buôn bán về ngành nghề ô tô cũ tại Hải Dương, thì bên em cam kết cho tất cả quý anh chị về tất cả những chiếc xe đang bày bán tại bên showroom Ba Tư Văn, Vua Gầm Cao số 480 Nguyễn Lương Bằng. Đó là tất cả chiếc xe này của bên em, đó là bao cam kết, đó là thân vỏ nguyên zin, máy móc nguyên zin, số zin, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, được bao check test mọi nơi, mọi chỗ, mọi thời điểm và bảo hành cho anh chị 1 năm sử dụng nha anh chị nhé. Và với cái chiếc xe này trực tiếp ở đây, nó là một sản phẩm máy xăng 2.4 đấy, đời 2017, thì bản thân xe được trang bị là đăng phay đa chấu và là bản lốp dày đến 19 inch đấy, và lốp được trang bị đây là lốp Michelin rồi, là một cái loại lốp cao cấp đấy, được nhập khẩu và là loại lốp được đánh giá khá là cao luôn. Và toàn bộ thân vỏ của chiếc xe này là nguyên zin 100% luôn anh chị nhé. Sơn zin còn khoảng tầm 70%. Đấy, còn lại thì tổng thể của dòng Santa Fe, nó là một sản phẩm cao cấp 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu của Hyundai, đã quá là quen thuộc trên thị trường rồi. Bởi vì với cái thời điểm trước kia để anh chị lăn bánh chiếc Santa Fe này là anh chị phải bỏ ra đến khoảng tầm là 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 3. Nhưng đến thời điểm này thì chúng ta chỉ còn có 695 triệu đồng. Vâng, em đang nói giá bán cho anh chị một cái giá mà cực kỳ có thể là tiếp cận luôn, 695 triệu đồng. Đấy, đèn full LED ở phía bên dưới, công khai giá cho tất cả các anh chị nhé. Đây anh chị nhìn này, tất cả các đường nét xe này, nó rất là đẹp, liền khít nhau. Xe bên em thì tuyển chọn rất là kỹ, có quay gầm chi tiết cho anh chị nhé anh chị nhé. Vâng, có quay cả phần thân vỏ, có quay cả gầm, có quay cả tất cả các chi tiết về tổng thể, tổng thành, tổng thể xe. Đấy, về vỏ ngoài của xe thì anh chị nhận thấy được nó rất là đẹp rồi đúng không ạ? Thế bây giờ xin mời anh chị tới phần nội ngoại thất của chiếc xe này. Thì bản thân toàn bộ chiếc xe được trang bị đó là ghế da nguyên bản, đó là ghế da đục lỗ anh chị nhé. Ghế đục lỗ có chế độ thông thoáng và làm mát. Và anh chị hãy nhìn cho em này, với một chiếc xe đời 2017 đã qua 6 năm sử dụng rồi mà anh chị nhìn nó còn rất mới đúng không ạ? Nó còn rất mới từ các chất liệu xe. Đấy, bậc bệ tì tay như mới, nhìn chung là gần như không ai dùng cái này đâu, mà sẽ đưa lên để cho cái hàng ghế của mình nó thông thoáng hơn. Và cái ghế da này nó rất là bền bỉ, 6 năm sử dụng rồi mà chiếc xe còn rất mới. Bởi vì đây là chiếc xe lăn bánh đúng chuẩn có chục vạn này anh chị nhé. Chục vạn km đối với một chiếc ô tô thì nó quá bình thường luôn. Đấy, còn lại không gian ngồi của hàng ghế đằng sau rất là thông thoáng. Mặc dù là cửa gió điều hòa hàng thứ hai được trang bị ở trên cái cột B này. Đấy, nó rất là thoải mái và chiếu thẳng vào cho người sử dụng nên rất là mát anh chị nhé. Rất là mát luôn. Và đặc biệt đây là bản full cho nên nó được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, lấy ánh sáng và lấy không khí rất là tốt luôn anh chị ạ. Và với lại anh chị sẽ quan sát cái hàng ghế cuối cho em nữa này. Với cái công nghệ đó là đây là bản full được trang bị đó là chế độ hai cầu điện tự động này. Đấy, và cốp điện này. Đấy, và cốp điện chỉ cần một động tác mở thôi là cốp sẽ tự mở lên các bác nhé. Và hàng ghế cuối cùng của chúng ta cũng được trang bị hàng cửa gió tự hiệu chỉnh với người ngồi phía đằng sau. Đấy, tự hiệu chỉnh các bác nhé, với các chế độ gió 1, 2, 3. Vâng, tùy điều khiển. Và hàng ghế thứ ba, nếu như ta nâng lên thì ta sẽ được một cái không gian ngồi cũng khá rộng rãi cho hai người. Còn nếu như ta đi 5 người, thường xuyên đi 5 người thì ta sẽ hạ hàng ghế thứ ba này xuống để có một cái không gian để đồ thoải mái cho chúng ta. Bởi vì đây là một dòng xe đi gia đình cho nên là cái không gian để đồ nó cũng rất là cần thiết. Đồ đạc thay thế cũng như là các dụng cụ kích lốp của xe là còn zin và nguyên bản các bác nhé.
còn rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe mà bên em tuyển chọn về cho anh chị. Lát nữa em sẽ quay cả phần gầm cho anh chị để anh chị có thể là quan sát kỹ hơn về cái chất lượng của chiếc xe mà em đang chào bán tại đây. Đấy, rất là đẹp luôn anh chị ạ. Vâng, rất đẹp luôn, đèn full LED phía đằng sau. Full LED phía đằng sau. Và các bác nhìn cái chất liệu của những cái táp ly, táp lô xe này. Đây này, rất là cao cấp, những chất liệu nhựa da mềm này, mang lại cảm giác chắc chắn này. Và những cái bệ tì tay này rất là chắc luôn. Và không gian thì nó rất rộng rãi, có rèm che các bác nhé. Đấy, có rèm che. Và phải nói đây là một chiếc xe cực kỳ chắc chắn, tiếng đóng cửa thì chắc nịch luôn. Tôn vỏ thì rất là dày dặn này, rất dày dặn. Phải nói Santa Fe nó là một cái mẫu xe mà nó rất là bền màu, nó rất là bền form. Đấy, các bác có thể nhận thấy được cho em ghế điện được trang bị hàng ghế lái với hai vị trí nhớ ghế được trang bị riêng cho hàng ghế lái ở phía bên này nữa các bác này. Đấy, hai vị trí nhớ ghế nhé. Đây ạ, toàn bộ những cái chức năng của xe là còn nguyên zin và nguyên bản. Bản thân của chiếc Santa Fe thì anh chị có thể thấy được cho em là với chiếc Santa Fe này thì nó được trang bị vô lăng. Vô lăng là dạng 4 chấu. Đấy, với lại hai chấu kép ở đây được tích hợp rất nhiều những chức năng. Đặc biệt có Cruise Control đi động, có chế độ Eco tiết kiệm nhiên liệu. Eco tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Xe lăn bánh đến thời điểm này nó là chuẩn 10 vạn, suýt 11 vạn rồi các bạn. Suýt 11 vạn rồi. Và tất cả các chức năng hoạt động bình thường, điện đóm không lỗi gì cả các bác ạ. Và đặc biệt thì đây là có chế độ hai cầu tự động các bác nhé. Đấy, còn lại thì chống trơn trượt này, hỗ trợ đổ đèo này. Đấy, còn rất nhiều công năng sử dụng, có cả chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu. Và đây là bản full cho nên các bác sẽ thấy được là nó sẽ có phanh tay điện tử này. Chế độ nằm mát ghế của hai hàng ghế lái và ghế phụ này. Và đặc biệt thì bác chủ này nâng cấp lên cho chúng ta màn cam 360 độ rất là sắc nét các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Nếu như mà ta điều khiển thì ta sẽ có được cái màn cam 360 độ cực kỳ sắc nét luôn. Và tiếp theo thì các bác sẽ nhận biết được cho em với cái chiếc Santa Fe 17 này. Cái quan trọng nhất, xe dù có đẹp đến mấy, dù có mới đến mấy mà khối động cơ mà không tốt thì cũng không được đúng không ạ? Bởi vì khối động cơ nó quyết định, nó là trái tim của một cái chiếc xe. Đây các bác hãy cùng em theo dõi khối động cơ của chiếc xe này. Với bản phun xăng 2017 này thì xe được trang bị khối động cơ đó là 2.4 công nghệ máy DOHC cao cấp đến từ thương hiệu xe Hàn. Và các bác nhìn thấy từng con ốc nó còn nguyên bản nguyên zin nhé các bác nhé. Và xe thì zin từ doang chẳng cò luôn các bác này. Đấy, tất cả là máy số em bảo hành zin tuyệt đối, bao check test mọi nơi, mọi chỗ, mọi thời điểm. Đấy các bác nếu như muốn kiểm tra bất kỳ tại đâu về tất cả các hạng mục điện đóm, khung gầm, máy số thì các bác hãy yêu cầu em để em có thể đưa xe tại cái vị trí đó để cho các bác kiểm tra. Nếu mà xe xảy ra bất cứ một tình trạng nào không đúng như cam kết thì bên em sẽ chịu toàn bộ chi phí cho các bác nhé. Đó là những uy tín mà bên em làm được và khẳng định được cho những khách hàng mà luôn tin tưởng và đã đến với những sản phẩm của bên showroom em. Các bác nhìn thấy là chất xe nó rất đều, máy động cơ 2.4 nhưng mà nó nổ êm như một con Morning, một con i10 các bác nhé. Đấy, và chất lượng xe đi thì rất là chắc chắn luôn. Cái mức teo nhiên liệu mà sản xuất đưa ra cho chúng ta ở đây ạ. Đây các bác có thể nhìn tem nhiên liệu để các bác có thể là giải đáp cái thắc mắc cho các bác về cái mức tiêu hao nhiên liệu nha các bác nhé. Đây. Các bác sẽ thấy được cho em là với mức teo nhiên liệu của bản xăng 2.4 full này thì nếu các bác đi đường ngoài đô thị thì đây là 7 lít các bác nhé. Còn nếu như các bác đi đường kết hợp thì nó chỉ là 8 lít 9 thôi. Còn lại nếu mà các bác đi trong khu đô thị có nghĩa dừng đỗ liên tục, đèn đỏ liên tục và đi chậm đấy thì các bác nên đến 12 lít. Đây là các yếu tố kỹ thuật hàng đầu mà chiếc xe này mang lại. Vậy thì với chiếc Santa Fe 2017 bản full xăng này thì em đang chào bán tại showroom Ba Tư Phan Vua Gầm Cao tại địa chỉ 468 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương với giá công khai 701 và giảm trực tiếp cho bác nào tiếp cận với video này đó là 695 triệu đồng. Có gầm chi tiết cho anh chị nào muốn quan tâm và nhận cọc ngay từ hôm nay, ship xe tại nhà cho các bác kiểm tra, size bên em chịu mọi chi phí. Chân thành cảm ơn các bác đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ bên showroom Ba Tư Phan Vua Gầm Cao. Kết bạn Zalo với em để có thể là điện thoại cho mức giá ưu đãi nhất các bác nhé. Vâng, xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả các bác.